À, kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Lâu ngày lắm rồi mình mới ghé lại quay dừa của ông Chính Râu quý vị. Hello ông Chính Râu. Chào quý vị, chào Bình Định nha. Sao mình thấy ok vậy? Lâu quá không gặp Bình Định. Bữa tôi mượn tiền ông cho, tôi buồn quá tôi đâu ghé ông đâu. Vậy hả? Ừ. Sao bữa không nói? Bữa nói mà có cho mượn đâu. Trời ơi. Bữa đó là mới đi lấy tiền về. Tôi mượn tại tiền để tôi cho Trần Sống mượn. Thì đó bữa đi ra ngoài Chợ Lớn lấy về cũng mấy sắp. Vậy hả? Không. Đốt vàng mã hả? Rồi chiều đốt hết luôn rồi. Sáng giờ bán quá trời quý vị, còn nửa xe à? Không, còn nay ế quá rồi, quý vị ơi. Người ta thì ví dụ như bán người ta nói là kỵ tránh cái chữ ế, còn em ế rồi nói ế à, quá trời dừa luôn. Sáng giờ bán được có một bao một bao là không đi đổ 10 bao đâu quý vị, có một bao một à. Đó vừa tới mà ế cỡ nào, thứ nào chịu nổi. Biết khách luôn mới ghê chứ. Cơm đường nước ngọt không đường không đá 15.000 cô ơi. Bán nhiều người bán. Bán nhiều người bán. Sao cái dừa của tôi bán cho tôi mà sao tôi chặt ra cái nó cũng già hết trơn vậy? Cái dừa nào Bình Định? Dừa tôi hay mua đó. Cái cơm của dừa của Bình Định là uống nước là cái cơm đó, là cái cơm nó dẻo giống cơm dừa này nè. Dừa xim xanh là đó, nó giống cơm dừa này nè. Nó không có mềm giống như cái cơm mà bỏ vô cái ly. Trời, bán 15.000 ly chất lượng. Cho nên là cái cơm dừa của Bình Định nó giống như cơm này nha quý vị. Uống dừa hả? Nắng rồi, gian dù. Dù đâu rồi gian? Dù đây nè. Dạo này Trầm Súng Banh Sát nó có hỏi ông mượn tiền không Chính đâu? Nó nhắn tin hoài mà đâu có trả lời đâu Bình Định. Vậy hả, nhắn tin hoài hả? Trời, cái dù anh tan nát một tình nữa. Cái dù này che nắng cái đầu hả, che mưa đâu quý vị? Đúng rồi. Cái này chủ yếu che nắng nè. Cho đỡ. Dù nhiêu tiền vậy để Bình Định tài trợ cho sao thấy thảm vậy Chính Râu? Dù này 400 mấy á. Để là thấy đô thị nó thấy nó sót nó còn không bán hả? Dù này biết sao mà cái lỗ lỗ không? Tại vì dù mình che lên nó cái bịch gió hay gì gió nó thổi vô mấy cái lỗ nó mát đúng gì. Chứ không phải là ấy đâu. Dù đó là để che nắng thôi, mưa đâu bán được đâu. Ủa à. Gì? Thấy Bình Định quay chú Tò Te đó quá tài. Rồi quay bà già, bà ngoại bữa nói hưu đi đưa ghe cho bà già gì mà lụm da chai á, mà hưu đi để đi dặn đi tôi với ông đi giao ghe đã thèm không có giao đất gì ta. Trời, tôi đợi biết hoài. Là tôi rủ ông cũng đi nên tôi không có đợi hoài luôn. Thôi ông đừng có xạo, ông bán về 1:30 ông mệt ông ngủ tới chiều rồi mà rủ ông đi gì. Trời ơi, bữa đợi quá trời luôn, đợi cũng dài cổ luôn, thức mấy đêm liền luôn, làm bị rối loạn tiền đình mấy bữa nay luôn. Từ rối loạn. Xạo. À, tắt không? Không. Không đá, không đường, chỉ dừa với cơm dừa thôi. Là bữa nào có muốn đi du ngoạn cái ghe đó không? Đi thôi. Không, nói chứ bữa tính đi với Bình Định nhưng mà bữa đó Bình Định không cho hay là nhưng mình không có đi được. Với lại công chuyện lô bu quá. Không, tôi biết ông biểu ông cũng đi đâu. Tại vì ông bán giờ ông chặt cả ngày, ông bị mệt mỏi tay mỏi chân rồi mà đi nổi nữa. Cái mỏi tay mỏi chân nó không quan trọng, mà quan trọng đi để coi cái cuộc sống của cô như thế nào thôi. Chứ còn mà nói mà không đi sao được Bình Định. Chứ quý vị xe nghĩ ra Bình Định á, hứa là bây giờ có ghe rồi xong rồi điện thoại cho em. Mà Bình Định đợi hoài đi Bình Định đâu có điện thoại đâu. Là em mất ngủ mấy ngày luôn. Tới chừng bật điện thoại lên là thấy Bình Định đưa ghe cho cô.
Chị nấu hả? Rồi, sáng nè quý vị. Ủa Trầm Sống dạo này nó có nhắn tin không? Có hả? Có nhắn nó gọi tôi biết vậy, mỗi lần gọi tôi là có biết là nó biểu qua mẹ nó xin tiền, mệt lắm. Nhắn hoài luôn. Nhắn mấy cái kênh chửi nè, rồi nó nhắn qua. Trời, nó là không làm hết mà nó lại hưởng, bị chửi cũng đúng, có gì đâu. Ở đâu ra mà, ở đâu ra có sẵn thì cho nó vậy. Ok, nó đi. Nhưng mà sao nó nghe mà tôi thấy nó vẫn cười phơi phới vậy ông nội? Nó cái, như khùng vậy. Không phải ông ơi, vô tư. Nhiều khi nó cười cái bề mặt thôi chứ ở trong ruộng có thú quắc tao. Thúi khỉ gì, suốt ngày nó mình định ơi rồi nó cười, nó có buồn mã hết tiền đâu. Nó chứ mỗi người mỗi hoàn cảnh mình định đây. Trên đời này chỉ có chắc có mỗi mình Trầm Sống vậy quá ha. Có vợ bốn con mà công việc không đâu tới đâu. Thì mình định lấy vợ thử đi, đẻ bốn con đi thì cũng như nó thôi. Ủa vậy đẻ con này phải có trách nhiệm chứ, lúc thì... xong sướng không nói kêu ai. Vậy làm gì vậy? Cái quạt còn xài được không? Mua quạt để sửa lại hả? Quạt hư làm sửa lại gì? Mua quạt chi vậy cha nội? Rồi bán cho em cái quạt đi nhiêu hả? Hả? 50. 40 được rồi. 30 thôi. Không thiệt là 40, em mua về em mua về sửa cho tôi em cho người ta. Ồ, cái quạt đó mà quạt mới chắc cũng 400 hả, phải không? Hả? Ông mua giờ em sửa cho ai? Sửa cho người ta. Bữa em cũng mua cho người ta mà. Mua giờ sửa được không cha? Cứ gãy cánh rồi, gãy cánh rồi. Gắn lại em ơi. Ủa, ba cánh hả? Này gắn lại em ơi. Cô quá ngại đúng không? Trời ơi. Không, gắn này tước nè. Bán dừa cũng lo, bán dừa mình đi mua đó. Mua quạt. Cái gì bữa mua về sửa cho anh Minh cái rồi. Có 20 rồi hả? Bà nói mẹ mua có 20 à? Nó mua 20 cái bớt với mẹ mua 20 thôi. 40 ha. Hay giờ bà uống nước dừa trừ nợ được không? Ừ, uống nước dừa trừ nợ đi. Giờ bán 5 cái dừa. Tiền ở đây nè. Gắn vô đi, ta gắn vô kệ người ta đi. Đây. Gửi tiền. Thôi tôi tài trợ cho ông cho từ thiện ai ông cho đi. Mua về sửa lại cho người ta. Bữa cái quạt của anh Minh đó là cái quạt đó là ba cái quạt gom lại một cái. Trời 40 đi. Thôi, trả 50 tôi tiền của tôi lá cha. Rồi cảm ơn nghe Bình Định. Đó tại Phước Đức á, vậy mà còn bị chửi nữa. Chửi cái gì? Chứ sửa lại không có sao á, cái đó không sao, cái đó là ngoài mua có mấy ngàn, có 1 ngàn, 2 ngàn gì. Chứ về sửa lại cho người ta, ở nhà còn bữa mua 2 cái hết 90 ngàn. Thì coi sửa lại được 1 cái rồi, còn cái kia cái không, lại. Cái quạt đấy em mua mới là hình như 300 mấy, 200 mấy gì á. 300 mấy á. Cái sửa với tôi là hư cái xíu là tôi bỏ, tôi mua cái mới tôi không có sửa. Mốt hư cứ đem đây cho mình đi. Phải biết sao không? Có nhiều người người ta mua không nổi cái quạt cho mình định. Trời, quạt 100 mấy 200 mua không nổi cho nghĩ sao vậy? Thôi kệ đi. Tại ơi, nhiều khi cơm người ta còn không có ăn, gạo người ta không có tiền mua mà mua nổi cái quạt không nổi.
thì mình thôi kệ đi, mình thí dụ như mà mình làm được thì mình có chút đỉnh tiền thì mình mua mình cho người ta, mình sửa được. Ê, cái chứ gì tôi mình sửa làm sao chứ, bây giờ người ta khổ mình khổ, người ta khổ hơn mình sao, đúng không? Chứ mà như động súng là em không có cho rồi. Em thấy sao động súng sao hoài vậy, chán quá vậy? Cứ lâu lâu cái nó chuyển hướng đi chỗ này, chuyển hướng đi chỗ kia, em thấy không ổn rồi. Không ổn lời gặp chính đau nè. Thôi bỏ chính nó đau gặp động súng chứ cái ném mấy km vậy. Thôi bỏ nó đi qua bên đi, Bình Định đi, đừng có bàn tới nó nữa đi. Thôi em đưa tiền vô Bình Định chưa? Đây. Lấy chị Phượng gửi hả? Ừ. 800. Quay clip mà bà trả 800 ngàn. Bà trả tiền quảng cáo đó. 800 đó. Thì chị có một khán giả chị của Phượng. Bình Định, chị Phượng ở quận 3 cho bằng cờ gửi Bình Định 800 ngàn để mua quà gửi cho... Làm từ thiện được rồi, mua quà gì? À, làm từ thiện đi, quên. Tại em quên khúc đó. Thì chị nói sáng, chị nói mua quà thì em nói theo thôi. Mà bữa thấy Bình Định quay đồng súng mà. Đúng rồi. Bữa nó lên gặp con xíu đó. Bữa ông trầm súng nó nói là chở lên quay gặp chính đau, mà nói thôi trong chính đau sợ mà lắm mà đỡ gặp bảo chở qua cái gì đâu. Bữa quay chú ba sao mà sao? Mà chiếc xe bị bắt á, tại bữa cái chị kia bà gọi điện bà hỏi ủa cái chú ba đó là sao, nói ở kế bên thấy ông tội quá. À, cho chị cái địa chỉ đi, rồi cho chị cái địa chỉ đi, chị qua chị thăm ổng. Nói được á. Rồi bên mình vậy mất cái xe đó luôn hả? Mất luôn, hơn là cho ông ấy còn á. Mà có xe mình đâu có lấy, xe ông mình... đi chở dừa về thôi à. Có mấy cái đồ đó là mình quý lắm. Ông đi xe ba gác ba mấy năm mà không biết hàng năm có tháng nào nó ra cái chiến dịch nó truy quét. Em đi ngang qua Thủ Đức có một bãi xe ba gác vậy đó, nó bắt giữ lắm. Đúng rồi, thì nó chở về đó mà. Ở các ở trong thành phố là chở về đó hết á. Ủa vậy nó bắt xe ba gác của mình rồi nó bắt mình lái xe ba gác tới chỗ đó luôn hả? Ừ, nó chở về đó. Nó chở về đó hết. Vậy mình không có lái để nó bắt kệ nó đi. Đàn nào cũng đâu lái được cái xe lại đâu. Nó một thời gian sau nó thanh lý tên à. Chứ không phải là nó ấy đâu. Một thời gian sau là thanh lý hết. Nó thanh lý nhưng mà với kiện mình đâu có mua được. Hơn là ổng còn xe cũ mà, không hai xe đâu, một xe đâu. Xe đó bữa nó hâm rồi. Xe cũ hả? Ừ, bữa nó bắt lại nó hâm rồi. Mà sao em thấy người ta đi quá trời luôn ngoài đường á. Nó tùy theo. Tùy theo khu vực. Đi hơn tôi lúc gặp lúc không. Với lại hên nó thì không có gặp. Còn xui xui thì gặp. Nào rồi chị. À, quý vị khách tấp nập quá trời luôn, quý vị xách hàng dài luôn á. Trời ơi, nói nghe không biết mắc cỡ mình định. Ông tò te mà bán được gấp của ông chính rau đỡ, một ngày em đâu bán được chai đâu quý vị. Đường Mạnh Thường Quân ủng hộ, đã không còn sống chứ, mà Mạnh Thường Quân hết ủng hộ, không biết ông làm gì cũng sống nữa. Nay nắng quá nghỉ một bữa đi. Trời ơi, cái mua tủ lạnh bự đi không chịu. Tủ lạnh nhỏ. Thì chị mua tủ lạnh bự đi cho để đồ được nhiều, chị cho tủ lạnh nhỏ cho em đi. Phải không?
mua tủ lạnh bự cái gì bỏ đồ được nhiều, xong chị bỏ tủ lạnh nhỏ cho em. Ông có tủ lạnh rồi mượn xin làm cái gì? Cái dừa mà giạt vỏ nhiều nó nhanh hư hơn cái dừa không giạt vỏ. Bỏ tủ lạnh cũng 5 ngày 10 ngày hư rồi chị ơi. Nó chua nước á. Thôi đừng nói hư ra bán được. Là bữa nay tay sắc yếu vậy trời. Chị lấy gì? Một cái kho phải không? Lâu lâu không quay em chính rau mà cũng có nhiều khán giả cứ biểu quay ổng à. Mà không có gì đâu, quay cái đồng sống nó điên nó không cũng có lượt view chứ, chính rau đâu có view đâu. Đúng rồi, chính rau đâu có view đâu. Quý vị, chính rau lên nói xấu đồng sống mới có view được. Nói xấu gì có gì đâu mà nói xấu. Hồi đó, hồi lúc trước mình bàn cái vụ mà tổng sống ai cũng nói mình gan ăn tức ở. Bà nội cha chửi như chó đập không à. Rồi xong rồi một thời gian xong không ai chửi ta. Tại mà thấy nó đúng quá hả? Nó thiệt, nó cũng buồn. Thiệt không ai chửi buồn, cũng buồn. Chứ chửi cái gì không biết. Thì nói thì cứ nghe để nó đi. Thì từ từ nó sẽ lòi ra hết à. Cái gì cũng vậy. Nói chung là cuộc sống của nó giờ nó tự quyết định, sướng khổ kệ mẹ nó đi. Bây giờ mà phải có người này người kia chứ đâu có ấy được. Mà cuộc sống này chị thấy có một mình trầm sống trên đời này giống ai vậy đó? Có chứ. Một vợ bốn con mà sao long nhông miết thì không tới đâu vậy? Trời ơi. Cái này của em có 290 à. Nó dập. Có nữa bây giờ tao có vậy tao hái vậy đó. Nó dập hết. Lấy không lấy thôi. Lấy bỏ đi. Trời ơi, ta hái xanh xanh, hái chín không à. Trời, ông đi từ Đồng Tháp lên đó hả? Ừ. Ghê vậy. 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng á. Cầu Mỹ Thuận á. Nó chứ hồi lúc trước thì mình nói đâu có ai nghe. Nói mình này, nói nọ, rồi nói ai? Mình đủ thứ hết. Đến khi mà rõ ràng câu chuyện rồi đâu có ai nói gì đâu. Cũng như hồi tình với Lon đó. Trời, tôi đón phán như thằng nửa tháng mà sậm nụ. Gì chưa được nửa tháng, mới có chưa được 10 ngày. Hình như có 4-5 ngày, 5-6 ngày gì. Cái này của ai? Kẻ cơm, lấy cơm. Cho ai? Và bây giờ em cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Giáo Y nha quý vị ơi. Hôm nay em có bán thuốc bổ xương khớp nè, Omega 369 nè, thuốc cảm cúm và có kẹo vitamin C, vitamin tổng hợp quý vị. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ Bình Định Giáo Y để được mua những sản phẩm tốt nhất đến từ Mỹ nha cả nhà ơi. Rồi chào tạm biệt chính rau. Chào quý vị. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 220 viên, 850 ngàn và receipt toàn quốc.